luôn á. Má nó dày ngon. Đồ mang rồi bán lại giá gốc mà kêu ngon. Bán đồ cũ, ê cái kia bán đồ cũ ăn gốc, mình làm đi bị lật á. Làm từ thiện cho ảnh mà nó còn nói bán giá gốc. Hello, chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 nha. Là nha. Ở thứ 6. Ở Orange Coffee đã mở. Đá cái cột luôn. Còn không thì qua Minh Dương ở trên chỗ lửa đó. Chỗ lửa nó cho mở lại hả?